10 điểm, không có nhưng. Nếu nói về công dụng chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày với lá này, nói về vấn đề đau dạ dày, em biết là rất nhiều bác đang mắc phải đúng không? Các bác đang mắc như vậy thì không nên bỏ qua cái video này của em. Chỉ cần 7 đến 10 ngày, tình trạng đau dạ dày của mọi người được cải thiện rất là đáng kể. Cách làm thì lại vô cùng là đơn giản luôn. Bác nhớ lắng nghe ạ. Các bác thấy trên tay em cầm là cây gì không ạ? Cây này rất là nhiều người biết, nhưng cũng rất là nhiều người chưa thấy nó bao giờ. Nhưng những người biết nó thì ắt hẳn là cũng biết đến cái công dụng tuyệt vời của nó đúng không? Rất chi là nhiều công dụng. Còn nếu như ai chưa biết thì em xin giới thiệu luôn. Đây là cái cây lá lực vàng các bác ạ. Quê em gọi là cây lực vàng. Còn quê các bác gọi là cây gì, các bác có thể là comment để cho em biết thêm ạ. Cây lực vàng được rất là nhiều người biết đến với cái công dụng là tiêu viêm, giảm sưng, kháng khuẩn, rất chi là tốt. Đối với những bác nào đang bị về đau dạ dày, viêm loét dạ dày, viêm bờ cong lớn nhỏ, viêm xương huyết, niêm mạc dạ dày thì các bác lấy cho em tầm 3 đến 5 cái lá như thế này. Các bác rửa sạch cho em và cho vào vài hạt muối, rồi chúng ta cho vào máy xay sinh tố với 300ml. Sau đó xay nhỏ ra, chúng ta vắt lấy cái nước bỏ bã, lấy cái phần nước đó. Các bác uống trước bữa ăn cho em 30 phút. Ngày anh chị uống 1 đến 2 lần, chỉ sau 7 đến 10 ngày thôi là các bác đã cảm nhận cái bụng của mình nó êm lắm rồi. Hãy áp dụng ngay. Và nếu như trong vườn nhà các bác đang có cây lực vàng này, nếu như trong vườn nhà các bác đang có cây lá lực vàng này, em biết có nhiều bác không có hoặc là các bác ngại làm, thì các bác có thể tham khảo qua cái gói thảo mộc này cho em. Đau dạ dày, viêm loét dạ dày, hành tá tràng, HB dạ dày, tràng dạ dày đều có thể giải quyết các bác ạ. Em chúc các bác luôn luôn có một sức khỏe tốt.